Táo bón tưởng bình thường nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ gây ra bệnh lý nguy hiểm này. Táo bón là trạng thái trong điều kiện ăn uống bình thường mà đi tiêu phân khô cứng, không đi được hay phải dặn mạnh mỗi lần đi, có khi nhiều ngày mới có thể đi được một lần hoặc thời gian đi tiêu rất lâu. Nguyên nhân gây nên táo bón được chia thành hai nhóm chính là táo bón chức năng và táo bón thực thể, trong đó 95% các trường hợp là táo bón chức năng. Đối với nhóm này, các yếu tố gây nên táo bón có thể rất đơn giản như do dinh dưỡng ít chất xơ, uống ít nước hay do tâm lý thói quen nhịn đi cầu, vừa đi vừa đọc sách báo, kéo dài thời gian đi đại tiện. Táo bón là hiện tượng rất thường gặp và hầu như ai cũng đã từng trải qua. Tuy nhiên, táo bón đặc biệt là táo bón lâu ngày lại tiềm ẩn nguy cơ gây ung thư hậu môn, ung thư đại trực tràng khá nguy hiểm. Ở những người mắc táo bón, tính chất phân cứng và khô nên sẽ có các độc tố, chất gây ung thư nhiều hơn so với phân của người bình thường. Cùng với đó, phân nằm lâu ngày trong trực tràng làm tăng thời gian tiếp xúc với niêm mạc trực tràng cũng là nguyên nhân gây nên ung thư. Như vậy, không được chủ quan với chứng táo bón mà cần phòng và chữa dứt điểm. Người mắc táo bón có thể áp dụng những biện pháp đơn giản sau đây. Tạo thói quen đi đại tiện vào thời gian nhất định trong ngày, tốt nhất là vào buổi sáng. Ăn nhiều thực phẩm có chất xơ, giúp tiêu hóa tốt và tăng nhu động ruột. Uống đủ lượng nước trong ngày, giúp ruột lưu thông tốt, phân mềm và dễ bài tiết ra ngoài. Xoa bóp bụng hàng ngày để giúp quá trình co bóp của đại tràng đẩy phân di chuyển trong ruột được dễ dàng. Tập thể dục thường xuyên giúp nhu động ruột hoạt động tốt và phân được đào thải dễ dàng. Sử dụng những sản phẩm giúp đại tiện dễ dàng nên chọn những chất nhuận tràng có nguồn gốc tự nhiên, an toàn kết hợp với lợi khuẩn probiotic để giúp hệ tiêu hóa luôn khỏe mạnh. Bạn có thể tham khảo sản phẩm Insotacol hoặc Insotac dùng để chữa táo bón. Thành phần của Insotac ngoài chất xơ nhuận tràng có nguồn gốc tự nhiên, an toàn còn chứa lợi khuẩn dạng bào tử với nhiều ưu điểm vượt trội như đời sống kéo dài, chịu được axit dạ dày, nhiệt độ cao có thể lên đến đường ruột và phát huy tối đa tác dụng ở đây. Sản phẩm hiện đã có mặt tại nhà thuốc và được chuyên gia y tế khuyên dùng. Nếu các mẹ có bất kỳ thắc mắc nào, hãy comment ở phía dưới nhé, hoặc gọi vào hotline 0929 197 777 để nhận được tư vấn từ chuyên gia. Nhớ like và subscribe kênh nếu mẹ cảm thấy hay để nhận được nhiều kiến thức bổ ích mỗi ngày.